Kính chào các quý vị, kính chào các thầy và các bạn. Chào mừng quý vị, các thầy và các bạn đến với chương trình Sống Khỏe với bác sĩ Đỗ Nguyên Thiều, được phát trực tiếp trên kênh YouTube của tôi là Dr. Đỗ Nguyên Thiều Official trên YouTube channel. Kính thưa quý vị, tôi vừa phát một cái buổi livestream về sức khỏe của Tổng thống Mỹ Joe Biden, một đoạn video quay lại cảnh Tổng thống Mỹ bị ngã trên cầu thang máy bay. Hiện nay sức khỏe Tổng thống Mỹ vẫn ổn sau khi vấp ngã trên các bậc thang máy bay trong khi ông leo lên chuyên cơ Air Force One ngày thứ Sáu vừa qua tại căn cứ Liên Hợp Andrews, bang Maryland, ngày 19 tháng 3 vừa rồi đấy, để rời Washington bay đến Atlanta, nơi ông sẽ nói chuyện với cộng đồng người Mỹ gốc Á về một vụ xả súng ở đó trong tuần vừa rồi. Để chúng ta thấy ông Biden hơi loạng choạng khi bước lên tới khoảng phân nửa chiều dài cầu thang, sau đó thì là vấp ngã và khuỵu gối trong một thời gian ngắn. Nhưng sau đó ông vẫn viện cầu thang và đi lên hết cầu thang với tốc độ chậm hơn, và ông dừng lại ở đầu cầu thang, sau đó quay lại chào các binh sĩ Mỹ đã chở ông bằng trực thăng từ Nhà Trắng đến sân bay. Và chính bà Karine Jean-Pierre, phó thư ký báo chí Nhà Trắng, đã chia sẻ với báo giới trên chuyên cơ Air Force One rằng trời rất gió, lúc đó rất gió, cho nên ngay chính bà ấy cũng gần như bị ngã khi tự mình lên các bậc thang. Trên việc Tổng thống bị ngã là chuyện bình thường, và hiện nay Tổng thống đang làm tốt 100%, tức sức khỏe của Tổng thống vẫn tốt 100%. Nhưng theo tờ The Guardian, việc Tổng thống Joe Biden vấp ngã liên tiếp làm gợi nhớ việc ông bị rạn nứt xương chân bên phải đấy, vì trượt chân khi chơi đùa với chú chó cưng Major hồi tháng 11 năm ngoái. Ở tuổi 79, Tổng thống Biden là người lớn tuổi nhất từng đảm nhận chức vụ Tổng thống vào ngày 20 tháng Giêng vừa rồi đấy, ông đã bước vào Nhà Trắng. Và sự cố xảy ra vài ngày sau khi tiến sĩ Kevin O'Connor, một bác sĩ của Đại học George Washington, đã công bố bản tóm tắt y khoa dài 3 trang về sức khỏe của Tổng thống Biden. Trong đó, ông O'Connor đấy mô tả Tổng thống là người khỏe mạnh và mạnh mẽ, đủ sức khỏe để thực hiện thành công các nhiệm vụ của nhiệm kỳ Tổng thống. Báo cáo y tế nói trên được đưa ra trong bối cảnh ngày càng có nhiều lo ngại rằng ông Biden không thích hợp để làm ông chủ Nhà Trắng, và nhiều người chỉ trích rằng ông không tổ chức một cuộc họp chính thức sau khi nhậm chức Tổng thống. Và gần đây, đài Fox News ngày 19 tháng 3 này đã đưa tin Tổng thống Biden gặp sự cố với tật nói hớ thường quen thuộc của ông. Ông đã lỡ miệng khi phát biểu cập nhật thông tin về tiến độ tiêm vaccine COVID-19 ở Mỹ khi gọi bà Phó Tổng thống Kamala Harris là Tổng thống. Tức là ông nói là khi Tổng thống Harris và tôi tham gia
Đến đó thì ông dừng lại một chút rồi nói tiếp: tham gia một chuyến công du trực tuyến đến điểm tiêm vaccine ở Arizona cách đây không lâu. Đấy, ông đã cái lúc câu nói câu đó. Và trước đó Tổng thống Biden cũng nhiều lần đọc nhầm tên hoặc quên tên các quan chức trong chính quyền. Các sự việc đó nhanh chóng bị phe bảo thủ chớp lấy và công kích rằng đó là bằng chứng cho thấy sự suy giảm sức khỏe vì tuổi tác của nhà lãnh đạo. Và qua cái đoạn video mà rồi tôi cũng đăng đấy, vừa đăng cái bài vừa rồi đấy, thì thấy là ở Anh ấy, người ta cũng bình luận rất nhiều về sức khỏe của Tổng thống Biden. Một số thì nói rằng là có thể bà Kamala Harris sẽ trở thành Tổng thống, đó là sự thật. Và một phe khác, một số khác thì lại nói là như thế là nước Mỹ đã quyết định sai lầm trong việc bầu ông Biden làm Tổng thống. Còn ở Việt Nam chúng ta thì cũng có nhiều bình luận về sự kiện này. Trên báo Thanh Niên Online ngày 20 tháng 3 vừa rồi đấy, chúng ta có thể thấy bạn Thanh comment thể hiện nỗi lo của bạn ấy vào lúc 10 giờ 15 phút sáng đấy, là sức khỏe yếu quá thì làm Tổng thống được mấy tháng nữa. Và sau đó bạn Hồ Trình vào lúc 11 giờ 23 phút cũng comment nói như thế này: với độ tuổi như ông Biden thì việc quên, nhầm lẫn và té cầu thang là bình thường thôi. Tôi đồng ý với bạn này và xin chia sẻ quy luật tự nhiên ở người cao tuổi: sinh, lão, bệnh. Cụ thể là bệnh teo não nguyên phát. Teo não nguyên phát thường gặp ở những người lớn tuổi. Teo não nguyên phát là hiện tượng các tế bào thần kinh trung ương bị thoái hóa, bị chết đi hoặc bị teo nhỏ, khiến cho sự liên kết giữa các tế bào thần kinh không còn nhạy bén, làm ảnh hưởng tới khả năng ghi nhớ, ngôn ngữ và hành vi. Khi chúng ta chụp sọ não sẽ thấy hình ảnh não bị teo nhỏ hơn so với bình thường. Nguyên nhân teo não nguyên phát tuổi cao là nguyên nhân hàng đầu dẫn tới hiện tượng teo não nguyên phát. Theo quy luật tự nhiên ở người cao tuổi, tức là ngoài 60 tuổi, quá trình lão hóa bắt đầu diễn ra mạnh mẽ. Các tế bào thần kinh cũng không nằm ngoài quy luật đó. Và dần dần, não bộ sẽ mất dần chức năng, teo nhỏ hoặc chết, khiến các mô não, kích thước não dần dần nhỏ lại, ảnh hưởng lớn đến khả năng ghi nhớ, ngôn ngữ và hành vi. Ngoài yếu tố di truyền, tức tiền sử trong gia đình có người bị teo não thì con cái cũng có thể bị bệnh teo não, thì nguyên nhân thứ hai là chế độ dinh dưỡng không hợp lý. Thường xuyên sử dụng đồ uống có cồn, rồi hút thuốc lá, rồi không cung cấp đủ vitamin B12 cho cơ thể, đó là những nguyên nhân khiến tình trạng teo não diễn ra nhanh hơn. Chúng ta biết một số bệnh lý thường gặp ở người cao tuổi như là đột quỵ, rồi suy não, rồi nhồi máu não, rồi bệnh Alzheimer cũng có thể là nguyên nhân gây ra hiện tượng teo não. Thì sau đây, sau bài này, tiếp theo những ngày trước, ngày sau nữa thì tôi sẽ là
tiếp tục giới thiệu những cái bài nói về bệnh đột quỵ, rồi bệnh nhồi máu não, rồi bệnh Alzheimer. Nhưng hôm nay thì tôi xin nói cụ thể hơn về bệnh teo não. Triệu chứng người bị teo não thường có một số triệu chứng như thế này. Thứ nhất, trí nhớ suy giảm, hay quên, hay nhầm lẫn là hiện tượng thường gặp ở người cao tuổi. Những biểu hiện này sẽ ngày càng nặng hơn và dần dần người bệnh có thể mất hẳn trí nhớ. Thứ hai là rối loạn ngôn ngữ. Biểu hiện sớm, người bệnh khó tìm từ để biểu hiện ý tưởng của mình. Khó phát âm, rồi nói chậm, nói không trôi chảy, sau đó mất dần khả năng ngôn ngữ. Và cái thứ ba là một số bệnh nhân teo não ở giai đoạn nặng có thể không tự chăm sóc bản thân được. Sinh hoạt cá nhân cũng cần có người khác trợ giúp. Những trường hợp teo não ở thể nặng như thế này sẽ tăng nguy cơ bị viêm phổi, viêm đường tiết niệu, nhiễm trùng. Vậy điều trị như thế nào? Tây y điều trị teo não nguyên phát. Hiện tại mà nói chưa có phương pháp cũng như loại thuốc đặc biệt đặc hiệu để điều trị bệnh teo não nguyên phát ở người cao tuổi. Hiện nay các phương pháp điều trị chủ yếu chỉ mang tính hỗ trợ là chính. Bệnh nhân thường được chỉ định bổ sung các loại vitamin tổng hợp, nhất là vitamin B12 và một số loại kháng chất, loại khoáng chất để giúp giảm tốc độ tiến triển của bệnh. Ngoài ra, một số liệu pháp trị liệu tâm lý cũng được áp dụng để hạn chế việc suy giảm trí nhớ ở bệnh nhân teo não. Còn đông y chữa teo não nguyên phát như thế nào? Xin giới thiệu với quý vị bài thuốc Hoàng Kỳ Quế Chi Ngũ Vật Thang. Bài thuốc này thì gồm có hoàng kỳ, có quế chi, có đại táo, có thực dược, có sinh khương. Sắc uống ngày một thang, uống liên tục từ 3 đến 6 tháng trở lên thì sẽ có hiện tượng, có công dụng là ích khí ôn kinh, hòa tinh thông tí. Và kết hợp với xoa bóp, bấm huyệt, châm cứu. Với bệnh nhân teo não phát hiện ở giai đoạn sớm đấy, thì vấn đề chăm sóc chủ yếu quan tâm tới việc cân bằng dinh dưỡng, bổ sung các loại vitamin và chăm đọc sách báo, nghe đài để hạn chế sự suy giảm trí nhớ. Đối với bệnh nhân teo não phát hiện ở giai đoạn muộn đã ảnh hưởng đến chức năng vận động thì cần chăm sóc chu đáo tỉ mỉ hơn. Cụ thể là, thứ nhất, bảo đảm lưu thông hệ hô hấp, phải đỡ bệnh nhân ngồi dậy, vỗ lưng, hút và lau sạch đờm dãi nếu có. Thứ hai, phòng chống viêm đường tiết niệu, cho bệnh nhân uống đủ nước, vệ sinh sạch sẽ sau khi đi tiểu, bảo đảm vô trùng đối với các phương tiện đưa vào đường tiểu nếu như phải đặt ống thông tiểu. Và thứ ba, phòng chống loét điểm tỳ, những chỗ lúc người ta tỳ đấy, phải tỳ, chẳng hạn nhất là ở các vùng khoeo, rồi lưng xương cùng, hai bên hông, phải xoa bóp hàng ngày, tránh để tỳ nén quá lâu một chỗ, phải lật nằm thay đổi tư thế nằm đó. Rồi xoa bột tan vào những chỗ nguy cơ đe dọa loét khi phát hiện sớm. Thứ tư là cung cấp đủ dinh dưỡng bằng các đường tiêm truyền, đường tiêu hóa,
như thức ăn dễ tiêu, hạn chế chất béo và đường, chế độ ăn giàu vitamin và omega 3. Còn phòng bệnh thì như thế nào? Phải khám sức khỏe định kỳ, phát hiện và điều trị sớm các bệnh như là cao huyết áp, tiểu đường, mỡ máu, xơ vữa động mạch. Vì những bệnh này là một trong những bệnh góp phần thúc đẩy tình trạng thiếu máu não cục bộ, dẫn đến teo não. Và hạn chế căng thẳng, hạn chế stress. Và phải lao động trí não thường xuyên dưới những hình thức học tập như là học thêm ngoại ngữ hay nghiên cứu về ngôn ngữ, về lịch sử, về cây kiểng non bộ. Nói chung là phải có một cái chủ đề nào đấy để nghiên cứu, để học tập, là những hình thức rất tốt giúp não được hoạt động thường xuyên, làm chậm quá trình teo não. Hay cụ thể như tôi đấy, học vi tính rồi sử dụng vi tính, luôn luôn học, học cho đến già đấy, học cho đến chết, chứ đừng có nghỉ ngơi việc học hành. Phải học hay phải nghiên cứu một số vấn đề nào đấy để cho bắt não phải làm việc, đừng để cho nó teo não. Và phải có chế độ sinh hoạt hợp lý, phải ngủ đủ giấc và không nên thức khuya. Rồi có chế độ dinh dưỡng hợp lý, ăn uống đủ chất, tăng cường thực phẩm chứa vitamin B12, hạn chế thực phẩm nhiều dầu mỡ, hạn chế bia, rượu, đồ uống có ga và không hút thuốc lá. Một điều nữa cũng rất quan trọng là thường xuyên tập luyện thể dục thể thao, chạy bộ, đi bộ, leo cầu thang, đạp xe đạp, tập khí công dưỡng sinh hay yoga phù hợp với lứa tuổi, giúp lưu thông máu này để các dưỡng chất tới não một cách tốt hơn, giúp mô não khỏe mạnh, tăng cường khả năng chống lại được bệnh tật. Đấy. Thì cảm ơn hôm nay tất cả quý vị, các thầy các bạn đã xem cái livestream này của tôi. Xin chào tạm biệt.